Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợi nghe các bạn. Thì hôm nay là nói về toán của lời văn, thì các bạn nên tóm tắt để nhớ cái nội dung của đề bài nghe các bạn. Rồi, một cái mảnh hình chữ nhật nè, có chu vi 460 cm, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài, rộng bằng 3/5 dài. Thì khi các bạn gặp bài toán mà có chu vi thì các bạn nên tính nửa chu vi nha, tính nửa chu vi. Rồi mình giải nè, giải tại sao phải tính nửa chu vi thì mình tính đi, rồi bắt đầu mình nói lý do nha. Tính nửa chu vi hình chữ nhật là ta lấy chu vi chia 230 cm. Rồi nửa chu vi nháp nè, nửa chu vi chính là chiều dài cộng chiều rộng đó các bạn, bằng 230. Rồi rộng bằng 3/5 chiều dài, vậy cho thấy hằng rộng mấy phần à? Hằng rộng 3 phần. Hằng dài mấy phần à? Hằng dài 5 phần. Vậy cho thấy ở trên là phép cộng, vậy ta tính tổng số phần của chiều dài và chiều rộng. Vậy lấy 3 cộng cộng 5. Rồi tổng số phần bằng nhau của chiều dài và chiều rộng là ta lấy 5 cộng 3 bằng 8 phần. Vậy 8 phần này là của bao nhiêu mét à? Của 230 mét. Nhớ, của 230 mét. Ok chưa à? Của 230 mét. Vậy muốn tìm số mét của một phần, ta lấy 230 chia cho 8. Vậy là rồi, muốn tìm chiều rộng ta nhân với số phần của chiều rộng là nhân 3. Muốn tìm số phần của chiều dài ta nhân thêm 5. Vậy chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy 230 chia 8 nhân cho 3. Ra kết quả bằng bao nhiêu? Các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp lợi. Rồi, tiếp theo chiều dài hình chữ nhật. Chiều dài hình chữ nhật là ta lấy 230 chia 8, đây là số mét của một phần, nhân với 5 ra số mét của chiều dài. Khi đã có chiều dài và chiều rộng, ta tính được diện tích hình chữ nhật là diện tích hình chữ nhật sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng.